Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 9 tháng 9, tình trạng sức khỏe của bé trai 10 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, bị nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn, đã ổn định. Bé hết đau, ăn uống tốt và có thể xuất viện trong một ngày tới. Trước đó, ngày 8 tháng 9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt nước miếng đau, không ăn uống được, nôn ra máu, khó thở. Người nhà bệnh nhi cho biết khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bé chuẩn bị lên xe đi từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk. Do sợ say xe nên đã uống một liều thuốc chống say xe, trong đó có một viên thuốc chưa bóc vỏ nên đã xuất hiện những triệu chứng đau, khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu. Tiến hành kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trong thực quản của bệnh nhi có dị vật nên đã chỉ định phẫu thuật nội soi, gấp dị vật ra khỏi thực quản. Sau hơn 15 phút phẫu thuật, dị vật được gấp ra là một viên thuốc còn nguyên vỏ, kích thước 1,5 x 2,5 cm, với ba cạnh sắc nhọn. Bác sĩ Ngô Văn Phan, trưởng khoa tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, viên thuốc bị bệnh nhi nuốt nhầm được cắt ra khỏi vỉ nên có ba cạnh rất sắc nhọn. Nếu lấy không cẩn thận có thể gây rách thực quản, viêm, thậm chí áp xe thực quản.